Quá trời ngon rồi các bạn ơi. Rồi mà. Bữa nay gì chưa kịp thử thách rồi ăn rồi, buổi không? Trời quá bạn ơi. Trời quá. Đây có bún chả hủ tiếu là gì? Sẽ đét cái gì? Với hai cái sườn. Hai cái sườn là nguyên miếng bự vậy đó. Rồi. Để làm cái ghế. Ăn cảm giác nó sao anh Tạo? Nó đã đó bạn. Ý như sườn heo không? Mừng những bạn vui vẻ cái tôm chè nhé. Bữa nay là bà chè bà ở nhà bà khìa. Bà khìa cho ông Thánh là 2 kg sườn heo các bạn. 2 kg sườn heo. Rồi ông Thánh về. Thử thách ăn các bạn ơi, 2 kg sườn nha. Thôi mình trước khi thì mình phải chiên sơ cái đi các bạn. Cho nó căng thịt tôm đẹp đó mọi người. Mềm mềm rồi đó. Chè bà để ngũ vị hương nè. Rồi màu em. Đó. Chơi cái đi các bạn. Đó. À như vậy thì ông Thánh là ăn thì ăn rồi nhưng mà phải để thêm hủ tiếu nữa, còn phải không có hủ tiếu nữa ông mới ăn đò đủ các bạn, như là ông nhầm nhỏng đâu. Trời. Ở đây các bạn chính là ăn có nhiêu đây, 2 kg này ông Tạo không đủ đâu các bạn ơi. Không phải thêm 4 giác hủ tiếu nữa. Hủ tiếu này là hủ tiếu gì em? Xe đét. Xe đét mà không có màu ha. Xe đét không có màu. Đó, để vô đây các bạn ơi. 4 giác nữa. Hủ tiếu này là có cần ấy không ta? Rồi. Nóng lên chứ nha. Để nó trụng cho nó cũng mềm mềm. Rồi. Ồ, các bạn ơi, đây xa ha. 4 giác các bạn. Màu trắng thành màu vàng luôn. 4 giác. Thôi cái này bữa nay là coi như thử thách ảnh 200.000 thôi các bạn. 2 kg sườn. Lấy cái mâm tròn không hết các bạn ơi. Phải xài cái mâm vuông mới được. Lắp trên tàu. Nóng dữ á. Đó, hết rồi luôn. Sốt luôn. Hết rồi luôn, rồi. Thì chào anh Tạo lại nha mọi người. Rồi, vậy là anh Tạo tới chỗ rồi nè mọi người ơi. Anh Tạo. Anh Tạo chào các bạn đi anh Tạo. Chào bạn. Bữa nay ăn cái gì anh Tạo? Đường ra cám mấy bạn ơi. Sườn khìa với hủ tiếu các bạn ơi. Trời đất ơi, coi nè nguyên một mâm luôn các bạn ơi. Mời bạn nha, làm miếng sườn với chấm miếng sườn các bạn. Bà chè bà làm 2 kg luôn. Học tiếu các bạn. Quá trời ngon rồi các bạn ơi. Rồi mà. Bữa nay gì chưa kịp thử thách rồi ăn rồi, buổi không? Trời quá bạn ơi. Trời quá. Bữa nay có 4 giác hủ tiếu hay gì? Xe đét cái gì? Với 2 kg sườn. 2 kg sườn là nguyên miếng bự vậy đó. Rồi. Để làm cái ghế. Ăn cảm giác nó sao anh Tạo? Nó đã đó bạn. Ý như sườn heo không? Mềm lắm ạ. Mềm ha. Mềm quá không? Này mà mua nấu táo hay gì ngon lắm anh Tạo. Chà, đói hay gì chưa kịp thử thách. Thôi nói chơi nói chứ mình ăn hết này thì như em cũng tặng anh là coi như là 5 sậy anh Tạo ơi. Nếu anh ăn hết đi anh Tạo. Nha. Nếu anh ăn hết thì cũng tặng anh 5 sậy. Không làm ăn hết ra rồi hả? Anh muốn ăn gì đó ăn. Muốn ăn gì đó ăn. Rồi mấy bạn đóng góp và nói tôm chè quay rung quá, chắc cũng nhờ bà chè review chút xíu các bạn nha. Tôm chè quay rung quá mọi người ơi. Đó, để nhờ bà chè quay giùm nha. Mọi người ơi, nhờ bà chè quay giùm, bữa nay ra ngoài đây đó các bạn. Ở trong trọng nó thiếu sáng, nó bị chấp góc hoài mọi người. Coi Tàu nó ăn coi. Có 4 giác hủ tiếu à? Nếu mà 4 giác hủ tiếu là xe đét á. Em ăn có nửa giác à. Ông chè nếu mà ăn thì cũng đổi quá không đẹp dò mà ông mời ai cho các bạn nó quá à quá trời đó các bạn ơi. Như thiệt lại thì ăn hết cũng 5 sậy, thử 5 sậy đó, tại vì cái này các bạn biết không, thử thách đơn giản thôi ha. Bữa nào ra ngoài thử thách nhiều hơn nha mọi người. 5 sậy ra anh Tạo có hồn có ngay nè anh Tạo không muốn cái lần lần nãy em đi làm về em làm luôn đó, mà chè nhà ướp em làm luôn đó.
mà làm à. Bà chị ở nhà làm rồi em ước em làm cho chờ anh về đó. Đó, nói chung là sợ anh giấc trưa ăn nóng tội nghiệp anh, khó ăn. Anh không thích ăn nóng không? Không, nguội. Hay lúa mà các bạn, ăn con nguội không thích ăn nóng các bạn ơi. Này là cô tin cô Thuấn có sống thôi rồi. Nó ngon không? Đây, mình ấy cho, ăn nó ngon nè. Đầu nó biết xuồng nè các bạn ơi. À, này trợ lý ăn nha các bạn. Gần bằng cái mặt của ông chè luôn, quá mẹ. Wow. Ngon. Không một hai ký. Ông sụn non rồi nè. Thôi hôm nay cô tiên Thuấn mê. Ê. Này mà nấu thiếu thôi mê nha các bạn. Các bạn ngọt. Thấy thèm quá. Nhưng mà mình đâu được ăn. Mình đâu có quyền ăn. Sụn non hết. Này sụn heo nha anh Thảo. Mở ra. Sụn heo. Đó. Quá chẳng quá. Không nhận nấu mới khi mới khè có chút xíu mà mềm. Thì em có chảo rồi các bạn. Mềm, hết sức mềm. Hết sức mềm luôn các bạn. Em nấu đâu mới nửa tiếng gì. Chè mới ướp sao mà vừa miệng thiệt. Nãy ngon ngon các bạn ạ. Nào cũng đẹp ha. Thơm ha. Dầu. Lạ. Trời thật thôi một đống sườn này mọi người vô. Như cái núi vậy. À, ăn đi cho này ấy dành cho em cu tim đi. À, này có không? Này có cu tim cu tuổi. Cầm đi, này có. Tiếp tuổi. Nhốt rồi. Nhốt rồi, đây. À. Sườn non cực kỳ ngon. Nè, cái này mà nấu hủ tiếu ngọt. Nấu thì ăn giống thế này Trung Quốc quá. Vì dòm ông sợ, ông hợp sĩ, thấy thánh đang sợ hả? Thằng đói bụng mà thấy chị không đói tao không? Ngon ha? Thấy mềm, thấy không tạo mềm. Mềm luôn mà. Mềm mà coi như là họ vừa ăn đó. Mềm mà quá nhiều mà, cạp không cần cạp kỹ luôn á. Rất là nhiều thịt là đã 2 kg luôn mà. Vậy em mua 2 kg sườn luôn á. Sườn mà có cái bẻ non ở trong. Thế chị Ngọc, thả lại ăn dưới thách ăn nè. Dạ. Thách ăn có 2 kg sườn nè. Ờ, dưới 4 tô tiếu à, 4 chất tiếu à. Mê. Mốt làm TikToker nổi tiếng luôn ha. Ngay sao ăn quỷ của dưới anh Tàu. Ngay đâu thử thách gì đâu, ăn hết cũng được tiền à, mà ổng hết thì cũng được tiền à. Này xích điện các bạn, xích điện tranh thủ. Đó, tranh thủ cho anh Tàu đi làm. Như, giống như là giấc trưa đi ăn trưa giúp hả Tàu ha. Anh tiền ăn cái là nhẫn cách xe là giọt các bạn ơi. Đủ no không anh Tàu? Nãy em làm đại chứ thật ra em mới biết anh đủ no không, em không biết luôn.
Có nhiều cũng vừa nha. Qua chọc ổ bánh mì với 10 cái trứng cũng vừa, mà bữa nay 2 cái sườn non lại với 4 giác hủ tiếu cũng vừa luôn các bạn. Trời ơi, bữa nay cô Tiên cô Tuấn. Ồ, hôm nay ngon hay con, hôm nay chú Thảo. Hôm nay chú Thánh là ăn bòi này ngon rồi. Đây, tí cha review đây để cho mẹ đi vô làm cơm đi. Đây, cha review để cho mẹ đi vô làm cơm. À, chú Tàu à, chú Chè quay nha. Để cho bà Chè vô nấu cơm mới được các bạn ơi. Nhiêu đây giờ đối với anh Tàu thì đâu có gì đâu mọi người. Quá bình thường. Hai cái thịt sườn. À, các bạn góp ý thì nói ông Chè quay rung quá, đúng là rung thiệt các bạn, nhậu quá. Hay là nó ăn giò gà nhiều rung quá mọi người ơi. Gần hết hả anh Tạo? Trời đất ơi, ông rơi một dĩa xương rồi nè. 2kg mặn luôn hả, hết luôn hả anh Tạo? Họ có cặp kỹ này lại không? Không bỏ hả? Không luôn hả? Tranh thủ, nó chờ bữa nay à. Tranh thủ các bạn ơi. Nên anh Tạo tranh thủ là các bạn biết sao? À, tranh thủ ăn mặn còn đi làm nữa, xếp điện rồi. Xếp điện rồi à, thành ra là tranh thủ mọi người ơi. Đây ra ngay ngã ba luôn nha các bạn. Nè, ra ngay ngã ba khu trọ của ông Trà luôn. Đó, ngay ngã ba đường cái quay phim luôn các bạn. Bông hoa cây cảnh quá trời luôn. Đó qua ngay các bạn ra quay luôn nha mọi người. Ai làm mấy ông Tàu cứ cạp ha. Ông Tàu cứ cạp gì đam mê ha. Cạp kỹ vô ông Tàu ơi. Còn thịt nhiều quá à. Cô Tin cô Tuấn nó kiện ông á. Thật ghê thương không các bạn ơi. Gần không gần ngay. À, gần nó bị ngon đó, gần là bây giờ ông sườn non á. Mày biết rồi nhưng mà mình ăn nhiều quá mình nghe nói. Gần ông yếu quá. Trời đất ơi, cái này các bạn ông cạp rồi nè. Ông cạp ông bỏ rồi nè. Thôi kệ cũng chăm chế đi, anh gấp đi làm các bạn ơi. Chăm chế cho lấy năm xị đi. Còn cây sườn nữa hả? Ăn giống thánh ăn Trung Quốc quá anh Tàu. Quá đã luôn các bạn ơi, nước nó ngọt lắm mà. Còn nước mà. Vậy là bữa nay là đống xương này là hết rồi bạn ơi. Ừ, hết rồi nhưng mà bữa nay là thật còn nhiều nha, tại lý do là ship gọi nha. Chứ thật không nhiều nhưng mà mình thấy cũng găng nó nhiều lắm bạn ơi. Chứ không thông cảm nha, chứ bình thường là không thông cảm vậy đâu nha. Thôi lấy đâm xị đi. Mới cảm gì. Thôi chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các Tàu và Tâm Tiền Vĩnh Long. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn video lần sau nha. Các bạn nhớ gì vậy Tàu? Nhớ gì? Nhớ like và đăng ký kênh giùm các bạn ơi. Đăng ký kênh gì vậy? Tâm Chè Vĩnh Long. Bye bye, hẹn gặp lại nha các bạn nha.